Sau Văn Quyết, đến sao trẻ U19 Đà Nẵng đạp đối thủ nhập viện và đối diện án phạt. Bóng đá Việt Nam tiếp tục chứng kiến câu chuyện xấu xí với pha phạm lỗi của cầu thủ Mai Quốc Tú tại giải U19 quốc gia 2023. Phải nói rõ rằng, cầu thủ Trần Minh Hy của U19 Tây Ninh có pha chùi bóng bằng cả hai chân vào Mai Quốc Tú. Tuy nhiên, sao trẻ của U19 Đà Nẵng phản ứng xấu xí bằng cách đạp vào đối thủ. Hành vi của Mai Quốc Tú khiến cho Trần Minh Hy bị chấn thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cầu thủ của Tây Ninh đã xuất viện và có thể tập luyện. Tối 24 tháng 4, trận đấu giữa U19 Tây Ninh và Đà Nẵng đã diễn ra trên sân Tây Ninh. Đây là cuộc so tài thuộc khuôn khổ giải bóng đá U19 quốc gia 2023. Hai đội thi đấu có rất nhiều pha bóng va chạm và trọng tài phải rút 8 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Pha bóng xấu xí thì trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ Trần Minh Hy của U19 Tây Ninh và thẻ đỏ dành cho Mai Quốc Tú. Ban tổ chức giải U19 quốc gia 2023 đã gửi văn bản báo cáo sự việc lên Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ban tổ chức đề nghị xem xét hình thức xử lý kỷ luật đối với hành vi phi thể thao của cầu thủ Mai Quốc Tú. Cần nhắc, một điều đáng buồn khác là Mai Quốc Tú vừa cùng U20 Việt Nam dự giải U20 châu Á 2023. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ sớm thành tài. Bây giờ, tài chưa được khẳng định thì tật xấu đã phát sinh. Huấn luyện viên U19 Đà Nẵng, ông Phan Thanh Đức đã xin lỗi đội Tây Ninh. Ông Hưng còn phê bình Mai Quốc Tú vì hành vi phi thể thao ở trận đấu với Tây Ninh. Chỉ trong vài tuần, bóng đá Việt Nam chứng kiến nhiều pha bóng xấu xí, hành vi phi thể thao. Điển hình là Văn Quyết bị phạt nguội 8 trận, Đức Chiến bị phạt nguội 2 trận, Văn Toản bị cấm 3 trận. Đây là tín hiệu đáng báo động khi các hành vi xấu xí có dấu hiệu nở rộ, làm ảnh hưởng bóng đá Việt Nam.